Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong tiết học số 2 của bài 6 chương trình địa lý lớp 7, đặc điểm dân cư xã hội châu Á. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy tìm kiếm từ khóa chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông trên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa, trang số 119 của bộ sách Chân trời sáng tạo, đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Tiết học số 1, hôm trước thì chúng ta đã đi tìm hiểu về đặc điểm dân cư, về quy mô dân số này, sự phân bố dân cư, những nơi mà dân cư tập trung đông đúc và những nơi dân cư thưa thớt thì mang những đặc điểm như thế nào về tự nhiên, kinh tế. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu về các cái đô thị lớn ở châu Á. Và hôm nay đến với tiết học số 2, cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm tôn giáo của châu Á, nơi bắt nguồn của các tôn giáo chính, và chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm của tôn giáo tại châu Á. Thì châu Á là nơi ra đời của bốn tôn giáo lớn, đó là Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Và các tôn giáo này thì lan truyền khắp thế giới, thu hút số lượng lớn tín đồ và ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, kiến trúc, lễ hội của các nước châu Á. Vậy thì các cái tôn giáo này nó sẽ mang đặc trưng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Đầu tiên đó là Ấn Độ giáo. Thì Ấn Độ giáo hay còn được gọi là Ấn giáo hay Hindu giáo là tên chỉ các cái nhánh tôn giáo chính có tương quan với nhau và hiện tại còn đang tồn tại ở Ấn Độ. Và Ấn Độ giáo thì được coi là tôn giáo lâu đời nhất ở trên thế giới, và một số học viên hay học giả của nó là Pháp Sanatana, và truyền thống vĩnh cửu hay là con đường vĩnh cửu vượt ra ngoài lịch sử loài người. Các học giả coi Ấn Độ giáo là hợp nhất hoặc tổng hợp của các nền văn hóa Ấn Độ khác nhau với nguồn gốc đa dạng. Và quá trình tổng hợp Ấn Độ giáo này thì bắt đầu phát triển từ 500 năm trước công nguyên đến 300 năm sau công nguyên. Và sau khi kết thúc thời kỳ Vệ Đà và phát triển mạnh từ thời Trung Cổ với sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ. Và Ấn Độ giáo thì có khoảng 80% người Ấn Độ tự xem mình là người Ấn Độ giáo, và người ta cho rằng có khoảng 30 triệu người theo Ấn Độ giáo sống tại hải ngoại. Đó chính là Phật giáo. Thì Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni truyền giảng ở miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Thì Phật giáo hiện nay thì gồm có 3 cái truyền thống Phật giáo chính ở trên thế giới. Ví dụ đó là Phật giáo Nam truyền hay được gọi là Nam Tông. Thì truyền thống Phật giáo được truyền từ Nam Ấn đến Sri Lanka theo đường biển truyền đến khu vực Đông Nam Á. Đại biểu lớn nhất cho truyền thống này là Thượng Tọa Bộ với hệ kinh điển Pali, được coi là bảo tồn gần nhất với triết lý nguyên thủy của Phật giáo. Thứ hai là Phật giáo Bắc truyền hay được gọi là Bắc Tông. Thì truyền thống Phật giáo được truyền từ Bắc Ấn đến Trung Á theo con đường tơ lụa truyền đến Trung Quốc, lan sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Truyền thống này lấy tư tưởng Đại Thừa làm chủ đạo nên nó được gọi là Phật giáo Đại Thừa với hệ kinh điển Sanskrit, Hán ngữ đồ sộ và phong phú. Thứ ba là Phật giáo Mật truyền hay được gọi là Mật Tông. Thì cũng được truyền qua Trung Á qua con đường tơ lụa đến Tây Tạng, sau đó lan sang Mông Cổ, Nepal và Bhutan, chịu ảnh hưởng của tư tưởng chân ngôn tiêu biểu là hệ phái Kim Cương Thừa và sử dụng hệ kinh điển Tạng ngữ là chính. Thì đó chính là đặc điểm của Phật giáo. Thứ ba là Kitô giáo. Thì Kitô giáo hay được gọi Cơ Đốc giáo thì là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham và đặt nền tảng cho tôn giáo trên giáo huấn sự
chết trên thập tự giá và sự sống của Giêsu Kitô như được ký thuật trong Kinh Thánh Tân Ước, và Kitô hữu hay Cơ Đốc nhân thì tin rằng Giêsu là con của Thiên Chúa và là đấng Messi của người Do Thái như đã được tiên báo trong Kinh Thánh Cựu Ước, và thuộc tôn giáo độc thần. Hầu hết Kitô hữu tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất hiện hữu trong ba thân vị gọi là ba ngôi, và Kitô giáo đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa và văn minh của phương Tây. Thứ tư, đó chính là Hồi giáo. Thì Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai của thế giới, với hơn 1 tỷ người theo tương đương 15% dân số thế giới. Và kinh sách chính của Hồi giáo là kinh Koran, và được người Hồi xem là lời nguyên văn của Thiên Chúa và các giáo lý, ví dụ như Quy Phạm hay là Muhammad. Để củng cố thêm cho nội dung bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số câu hỏi. Câu hỏi số 1, hiện nay tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ thực hiện chính sách dân số, tỷ lệ người nữ ít hơn nam, sự phát triển của nền kinh tế và đời sống dân được tăng cao. Thì đáp án ở đây sẽ là A, thực hiện chính sách dân số. Thứ hai, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc A, Europeoid, Ocaloid, Mongoloid, Europeoid, C, Mongoloid, Ocaloid, D, Mongoloid và Negroid. Thì chủng tộc chiếm tỷ lệ lớn nhất là Mongoloid và Europeoid. Câu số 3, chủng tộc Mongoloid phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây? A, Bắc Á, Tây Nam Á và Nam Á. B, Trung Á, Tây Nam Á và Nam Á. C, Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á. Và D, Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á. Thì đáp án ở đây sẽ là D, Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á. Câu Ấn Độ là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn nào sau đây? A, Ấn Độ giáo và Phật giáo. B, Kitô giáo và Phật giáo. C, Hồi giáo và Kitô giáo. Và D, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Thì Ấn Độ là nơi ra đời của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Câu hỏi số 1, dựa vào bảng 6.2, em hãy nhận xét sự thay đổi số dân và tỷ lệ dân thành thị của châu Á trong giai đoạn 2005-2020. Thì chúng ta cùng quan sát vào trong bảng 6.2, thì đây là bảng về số dân và tỷ lệ dân thành thị của châu Á có 4 mốc thời gian là 2005, này, 2010, 2015 và 2020. Và có hai cái số liệu chúng ta cần quan tâm đến, đó là số dân và tỷ lệ dân thành thị. Thì chúng ta thấy là số dân thì đang có xu hướng ngày càng một tăng dần, đồng thời thì tỷ lệ dân thành thị cũng như thế. Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra nhận xét sau đây. Đó là năm 2005, dân số châu Á là 3,98 tỷ người. Năm 2020 là 4,64 tỷ người, tăng thêm 660 triệu người trong vòng 15 năm. Trung bình mỗi năm tăng thêm 44 triệu người. Và tỷ lệ dân thành thị vào năm 2020 là 50,9%, tăng 9,9% so với năm 2005. Chúng ta thấy đây là một cái bước tiến rất là đáng kể và theo chiều hướng tốt, đó là dân thành thị thì đang có xu hướng ngày càng tăng theo kịp với cái xu hướng chung của toàn thế giới. Câu hỏi số 2, em hãy thu thập thông tin về dân cư của tỉnh, thành phố nơi em sinh sống dựa trên một số thông tin gợi ý sau. Đó là số dân, mật độ dân số, tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên, cơ cấu dân số theo tuổi. Thì chúng ta thử xem là chúng ta đang sinh sống và làm việc tại, chúng ta đang sinh sống tại tỉnh hay thành phố nào. Và từ đó thì để có thể tìm được các thông tin về dân số này, mật độ dân số hay tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên cũng như cơ cấu dân số thì các bạn có thể lên trang Tổng cục Thống kê. Thì tại đó thì sẽ có rất là nhiều các cái số liệu về dân số, dân cư. Thì các bạn lên trên đó thì các bạn có thể tổng hợp được về số liệu mà mình mong muốn. Và từ đó thì chúng ta sẽ có thể trả lời được các câu hỏi của mục số 2 này. Thì ở đây cô thu thập về dân số tại Hà Nội
vào năm 2005 các bạn, à 2020, thì các bạn cứ lên tổng cục thống kê các bạn có thể tìm được thôi. Thì số dân năm 2020 của Hà Nội là 8,24 triệu người, có mật độ dân số là 2.455 người trên km vuông và tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên là 1,89%. Đây là những cái thông tin mà cô tổng hợp được, các bạn có thể sử dụng để tham khảo. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những nội dung và các bài học mới nhé!